mọi người lại là mình đấy, Jun nè. Ê mọi người, hiện tại là mình mới chạy về khu nhà này, nhưng mà có một điều đặc biệt là cái khu nhà này không có ai cả. Có đúng một cái ngôi nhà của mình thôi. Nhưng mà điều này không quan trọng mọi người, bây giờ mình sẽ đi vô ngôi nhà của mình cho mấy bạn xem. Đây là một cái ngôi nhà liều tiết ha. Thì cái nhà này với giấy tiền là sao thì mọi người cũng đã biết rồi. Nhưng hôm nay nó lại có thêm một cái chức năng mới. Đó là gì mọi người biết không? Bây giờ là mình sẽ đi vô trong. Với lại là hôm qua là mình đổi ảnh avatar, nhìn cái mặt nó ngu dễ sợ. Sau khi vô nhà thì mình sẽ làm gì? Bây giờ mình sẽ bấm vô túi này và mình sẽ lấy chiếc xe phương tiện ra. Xe bay nè mọi người, bây giờ mình có thể chạy xe trong nhà được. Đó. Thì mọi người phải lưu ý nha. Chỉ có duy nhất cái ngôi nhà lều tuyết này chúng ta mới chạy được phương tiện thôi. Hình như là những ngôi nhà khác là chúng ta sẽ không chạy được nha. Giờ nó mới xứng đáng là ngôi nhà mắc nhất trong game. Với lại còn một điều nữa là mấy bạn biết là gì không? Cái này không phải là cái chính, mà cái chính của chúng ta là bây giờ mình sẽ bấm trên điện thoại này. Mình sẽ bấm vào hộp thư. Mọi người thấy gói sản phẩm không? Đây, hồi nãy là mình có mua 5 ví carbon đó mọi người, 25 kim cương với lại 5 ví này. Mình mua 2 lần là chúng ta sẽ có được 10 ví. Thì có ví này thì mọi người cũng biết rồi á, là lát nữa là mình sẽ đi mở hộp. Nhưng mà lần này là sẽ không có Uni mở nha. Lý do tại sao mình lại không đi mở hộp cùng với Uni, tại mọi người biết sao không? Hôm bữa giờ là mình để ý nha, lúc nào là mình mở cùng với Uni là cũng xui cả, cho dù là mình mở 10 hộp hay là cái 100 hộp là cũng xui luôn nha. Tuy là không tới 100 hộp nhưng mà mình thấy là nó hơi bị xui cái này luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi mở một mình nha mọi người, thử xem không có Uni. Gì vậy? Chun, anh đang làm gì ạ? Hả? Rồi, anh đang làm gì ạ? Anh đang ngồi đây, anh ngắm mấy cái ghế của anh thì hôm nay em quay nhà anh chi ạ? Uni có đồ con gấu. Thì Uni có đồ con gấu nhưng mà anh đang ngắm cái này tí rồi. Uni đi ra đi. Anh đi chơi với Uni đi. Không, anh đang chuẩn bị anh đi sửa nhà rồi. Thôi mà, đừng có sửa nhà mà. Nhưng mà bây giờ anh đang chuẩn bị xây nhà lại để đón năm mới rồi Uni. Phải sửa sang tùm lum hết, Uni đi ra nha. Thôi, nhưng mà có hộp mới nè, bây giờ mình mở hộp mới trước đi. Mà tự nhiên, kịp cười mở hộp mới. Uni có nè, Uni sẽ cho anh một chút đó, một kim cương đi. Ôi chịu rồi, toàn có cái đó để làm màu không mà lúc mà cũng đưa ra hết. Mở hộp mới đi. Tự nhiên hôm nay đồ quê mở hộp mới, trời lúc mà bản cập nhật xong cũng kêu tôi là đi mở hộp mới hết. Tại vì anh mở nhìn nó mắc cười lắm nên là Uni muốn coi anh mở hộp. Ê Uni, tính ra là hồi nãy anh đang quay clip anh nói với mấy bạn là mở có Uni ở đây là mở là lúc nào cũng xui hết luôn á. Anh định đang mở một mình á. Gì vậy? Ừ. Không cho Uni mở chung hả? Ừ, không có cho Uni mở chung. Mở vô Uni lúc nào cũng xui đó. Hiểu rồi, không sao hết, anh mở đi. Cái gì vậy trời? Trời, cái bên này bị báo tôi dữ. Trời, lúc nào mở hộp cùng bên cũng báo quá vậy. Không, em sẽ không báo anh nữa đâu. Anh mở đi, Uni sẽ đứng ở đây, Uni cho em một mình. Ờ, gì Uni đứng đó nha, anh về kia anh mở một mình. Bây giờ mình sẽ lên cái ghế đây, mình ngồi nha, mình để mình mở hộp. Đó, trời, cái ghế thân yêu của tôi nè mọi người, ghế thở. Gì vậy? Đi đi, trời, trời mở hộp mà. Em mở nữa. Trời, bên này bị béo nhưng mà mở lúc mở với em lúc mà cũng xui hơn này. Không, thì có cái gậy phép thuật rồi, hên lắm. Đâu? Nè. Ừ, hôm bữa cũng làm cái bùa cái gậy đó nhưng mà mở có ra cái gì đâu. Bữa mở cái ghế, trời. Đây là lần cuối anh mở cùng với em, nếu mà mày ra đồ hiếm á, anh sẽ tặng cho em là một cái gói. Ghê vậy. Ờ, cái gói nàng rồng may mắn, anh nghe nói là em thích gói đó đúng không? Đúng đúng. Rồi bây giờ là mình sẽ hồi nãy là mình có mua 10 vé, bây giờ mình sẽ mở cùng với anh này luôn. Bên này bị béo mọi người, lúc nào mở hộp mà cũng có bé. Tôi thấy nó hơi bị đi rồi á. Anh có đúng 10 ví thôi á. Em làm sao làm thôi nha. Em hợp đầu tiên hay gì? Ok, em hợp đầu tiên luôn. Rồi mở giùm cho này nè. Mở. Mấy bạn là sẽ 5 hợp cuối nha. Gì vậy? Bộ đồ. Ủa? Mới vô mà được bộ đồ là anh thấy nó hơi bị xu rồi nha. Nhưng mà bộ đồ là bộ đồ nữ, anh đâu có cần. Nhưng mà bộ đồ nó cũng hiếm nè. Thì nó cũng hiếm. Bây giờ là hợp của mình nha. Mở. Đó, đó, xui, xui. Đó em đúng không? Đúng. Nè, đó, xui. Nhưng mà nó có chín miêu. Đấy. Đó, của anh được đôi giày nè. Wow, cái này là cuối cùng của anh này. Nè, mở cho anh này nè, mở. Oh no. Oh no, đó, cái thùng xăng á, đó. Giờ cho mấy bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ mở giùm cho mấy bạn 5 hộp nha. Mở cho những người đang xem á. Thì mình không có mong gì nhiều của anh này hết mọi người. Mình chỉ mong là mấy bạn cho mình ra chiếc xe thôi. Mở. Hay dạ. Dễ gì, dễ gì. Mở. Gì ấy? Đó, đó. Anh còn có e hộp thôi không này. Nghe thêm cái nữa. Cái xe nè. Xe gì mà xe mở ra mấy cái này mày cười quá trời cười luôn. Dẹp luôn đi. Cái xe. Đó. Cái gì mày u? Cái này là cái bình mày u vậy. Bực bội. Ui. Cái gì vậy? Đó. Cái một bao biển. Yeah, vậy là hết chưa? Ê, vậy là anh full bộ đồ, cái mũ bộ đồ với lại tôi giày. Ủa vậy là full bộ à? Đúng đúng đúng. Đâu còn cái ba lô nữa, đầu tóc nữa. À, nhưng mà anh đâu có mặc cái đó đâu. Oh no, chiếc xe đẹp với Uni nhưng mà bây giờ hết 10 hộp rồi. 10 hộp nữa đi. Ê, bên này mày béo chứ mọi người, tôi không có chơi với bên này nữa đâu.
Gì á, mới có 10 hộp thôi mà. Thì anh đỡ dành dùm được ha, có xin tiền nhịn ăn sáng mua được có 10 hộp à. Nhưng mà anh còn kim cương kìa. Còn kim cương đã chế một cầu để thi cầu kê bóng xấu trời. Oh no. Mày này mày đúng béo luôn á. Ok thì thôi vô mở thêm 10 hộp nữa. Cười gì mày cười. Anh tin em đi, 10 hộp này sẽ ra. Ra gì mày ra, mở luôn nè, mở. Đó, thấy vô ra thùng xăng rồi nè. Không có buồn, không có buồn. Nín nè, nín, không có khóc nha. Tôi cũng chịu mọi người. Tiếp nè. Hay wow, auto. Ông cái bỏ im á, hay vậy quá. Trời ơi, ý? Cái Belo. Belo nè. Ông Belo này không thích, thích chiếc xe cơ. Trời ơi, cái máy tính nữa. Vàng PC. PC cái gì PC, cái này máy tính mèo, máy tính cổ mày PC cái gì. Trời ơi, hai gã thôi. Anh phải nói là tôi không thích chiếc xe đâu. Tôi không thích chiếc xe đâu. Ừ. À, ừ, không thích chiếc xe. Tôi không thích chiếc xe đâu. Không hai hộp nữa mà. Hai hộp chứ giờ còn hai hộp mày mong chờ gì trời đó. Nè, tôi không thích chiếc xe đâu, nói đi. Tôi không thích chiếc xe đâu. Ừ. Mở. Thôi dịp luôn đi. Nó không ra. Ra cái mặt thấy ghét thiệt là chặn luôn. Lên leo sao chặn được, leo. Chặn không được đuổi luôn. Vậy? Đuổi luôn. Mặt thì ghét vô, tự nhiên mở hộp mày leo. Thấy không mọi người, tôi nói đâu có sao đâu. Mở lúc nào câu này là cũng xui kìa. Leo leo rồi tay thối. Trời ơi mọi người ơi, giờ tôi buồn quá. Đằng sau lưng của tôi là một cái giò rồng kìa. Nhưng mà tôi cũng hết muốn đi câu rồi. Trời ơi, sao mà có Unni mày mở gì đâu mà xui dữ vậy trời. Mày đi đây, mày đừng có tay đi nữa trời. Má mẹ, đừng có buồn nữa mà. Anh đã nói rồi đúng không? Anh mở với em là cũng không bao giờ hơn cả. Ủa, mà lúc nào có em cũng không hơn đâu. Hôm bữa có em nhưng mà hơn quá trời đó hả? Hơn quá trời gì mà hơn quá trời. Em biết không? Mấy cái hộp bốc thăm gần đây là mở cái nào mà nó ra đâu nè. Mở bốc thăm nàng rồng cũng không ra. Bốc thăm cô gái búp bờ bốc cũng không ra. Về cái hộp mới này cũng không ra nữa. Hôm bữa lại có cái hộp này nữa cơ. Là 4 hộp rồi. Tại anh thối chứ bộ phải tại em đâu. Thối gì, anh để muốn xem thử là hôm nay là anh định mở 10 hộp thôi. Mà tự nhiên Unni vô kêu Unni kêu mở, anh mở 20 hộp cái nó xui luôn. Đúng mày Unni nè, giờ xui cũng xui rồi, mai anh mượn ngày của Unni mở hộp nha. Mượn ngày của Unni ư? Ờ, mượn ngày của Unni mở hộp. Ok. Xong rồi, bè có 1,000+ kim cương đúng không? Tôi giờ tôi phế hết luôn. Thôi vậy không cho nữa. À, thấy không? Mới nói giỡn tí rồi cái không cho nữa, thấy không? Nói giỡn nhưng mà làm thiệt chứ gì? Có khi nào mà tôi làm thiệt không? Có, hôm bữa làm phá hết kim cương của người ta luôn đó. Đồ lừa dối. Ủa này, Unni làm gì trên đây vậy? Unni đang ở trong campi, Unni chơi một mình. Sao Unni lại chơi một mình? Unni có anh mẹ. Không, anh nói Unni xui, Unni không chơi với anh nữa. Đâu, anh nói giỡn thôi chứ mở là mở cũng không ra đâu cơ. Anh chỉ nói giỡn cho này kia thôi chứ Unni Unni xui thiệt nha Unni. Thôi chưa biết mà. Không có thôi, anh nghe em nói là em thích cái bộ đồ rồng may mắn gì đúng không? Rồng may mắn. Ừ. Đúng. Bây giờ anh với em là sẽ mua bộ lá nha, mặc cặp ha. Unni muốn mặc cặp không? Mà Unni hết chuyện rồi. Hả? Unni hết chuyện rồi. Trời ơi, Unni đợi xíu nha, đợi anh đi xin tiền mẹ. Vậy hả? Ừ. Xin mẹ cho em nữa. Thôi vậy thôi, nói vậy chịu à, mày không cản tôi lại, mày còn kêu xin mẹ cho tôi nữa. Mà tôi cũng phải biết nói gì rồi, nhưng mà thôi nha mọi người. Thì cũng gần tới rồi, với lại là năm con rồng nữa. Nên vì thế là mình sẽ mua luôn. Ở đó, anh mới mua cho em rồi á, em cho thôi, em chết thôi đi. Gì hả? Ừ, mới mua. Ủa, cảm ơn Jun Jun nha. Ủa, thấy rồi hả? Thấy rồi nè. Anh cũng mua cho anh một gói nè, đây. Trời ơi. Đâu? 20 kim cương. Ở anh mua bằng cặp với em mẹ chứ anh đâu có bận đồ đâu. Tại Unni thích với anh mới mua bằng cặp với chứ. Wow, vậy là anh mua bệnh này vì Unni sao? Cái này tốn tiền cho Unni nữa cho mua vì Unni cái gì? Bệnh này bà béo đúng béo luôn không mọi người. Tôi không có thích bận đồ, bà còn bắt tôi mua bận đồ coi bây giờ gì thấy đẹp không? Rồi đẹp dữ chưa? Đẹp mà. Đẹp gì đẹp trời? Nè, có con mèo nữa nè, thấy không? Con mèo gì, nhưng mà anh bận cái bộ đồ này kiểu như bận đồ vô không có quen. Ừ, nhưng mà cái mặt của anh nó ngu. Cái mặt của em nó ngu à, bữa nay nói cái mặt ngu nữa. Mặt ngu nè, ngu đúng không? Ngu. Vậy? Ngu. Thấy gì chưa? Ghê vậy? Thấy gì không? Rồi sao không điện mét mẹ nè con? Dễ. Lấy tiền mẹ mua cần câu 400.000. Để với mẹ về cái này là em biết ở đâu ra không? Không, anh không có mua. Chưa đâu ra. Anh toàn tặng quà sinh nhật cho anh. Lốc, anh toàn tặng quà lì xì mừng năm mới của anh á, mừng tuổi á. Wow. Ừ, chứ sao trời. Thì đồ thì nó cũng đã có rồi mọi người. Bây giờ là chúng ta sẽ tới với mini game của ngày hôm nay nha.
bây giờ là sẽ dành tới cho mấy bạn. Đi thôi, đây là clip của ngày hôm qua thì vẫn giống như thường lệ, tên của mấy bạn đã bình luận là nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay nha. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất rồi, xong bạn thi dung nghiễn luôn. Bước một hoàn thành, bước hai là tên, bước ba là ID, bước bốn là gối thổi quang à. Yêu Winnie thơm hơn Jun Thúy. Trời ơi, bạn ấy không yêu mình nhưng mà bạn ấy yêu Winnie, nhưng mà mình vẫn tặng nha mọi người đây ha. 18 thổi quang và 6 kim cương. Thì em ơi, anh đã gửi cho em về rồi này, em nhớ là giờ chiếc thôi nè. Tiếp đến là mini game của ngày hôm nay, mình sẽ tặng cho mọi người là cái vương miện 12 thổi quang này nha. Thì cái này nó cũng xinh lắm mọi người, nó sẽ như thế này nè, mình đang đeo đó, ban đêm nó sẽ phát sáng nha, đúng không Winnie? Đúng, Winnie cũng có nè. Đó, nên là nó chỉ có 12 thổi quang thôi, lâu lâu nó mới ra lại. Thì những ai mà muốn tham gia thì đừng quên là để lại cho mình một like, mọi người đăng ký kênh nhé, nhấn cái chuông. Bước thứ hai chỉ còn là bình luận tên thôi nha mọi người, chỉ còn hai bước đó thôi là mấy bạn đã hoàn thành tham gia mini game rồi. Yeah. Bây giờ cái con câu này là mọi người thấy hiệu ứng của nó chưa? Bây giờ mình sẽ câu thử cho mấy bạn xem nè. Đây nó có hiệu ứng rất là đẹp luôn. Nó thấy nó có lấp lánh chứ nó có cái gì đâu. Nó còn có hiệu ứng con rồng nữa cơ. Bóng bè không nghĩ giờ tôi câu hổn. Đó, thấy chưa mọi người? Con rồng màu vàng. Thì sắp tới là mình sẽ hứa với mấy bạn luôn, chắc chắn là cái sự kiện này là mình sẽ câu được ít nhất là một con rồng mọi người. Đó, con rồng bông xấu. Còn bây giờ thì sao? Thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc luôn ha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Nếu như mà mọi người thích video này thì mọi người hãy cho tụi mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye. Ghê vậy, các bạn ở đâu chúc mừng năm mới gì ghê hả trời? Tôi cũng chịu rồi. Bè tướng mình bè có hay sao vậy nè? Đâu? Gì vậy trời? Ghê vậy. Mình này mình biết chơi game không mọi người? Quá không xấu quá. Tự nhiên hai cái y chang nhau, tự nhiên kêu cái của tôi xấu quá, bè mới xấu quá quạt quạt á. Bye bye luôn. Đẹp vô cảm, đẹp. Quạt 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 quạt. Quạt quạt bè á.